Mến chào quý vị khán thính giả đang cùng đến với kênh tin mới nhất, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những nội dung tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới nhất. Với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc hàng năm vẫn phải hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Song các trận lũ năm nay lại đặc biệt bất thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc mới đây đã cho biết rằng, từ đầu mùa lũ cho đến nay, mưa lũ đã tấn công hệ thống sông ngòi khắp miền Trung và miền Nam của Trung Quốc, khiến 259 người chết hoặc mất tích, phá hủy 60.000 ngôi nhà, gây thiệt hại gần 29 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, mực nước tại 438 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm. Kể từ đầu mùa mưa lũ, 38 con sông đạt mức nước kỷ lục. Lũ gây ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh thành, khiến hàng triệu người phải đi sơ tán. Thiệt hại kinh tế là 188,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 29,7 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 17,9% mức trung bình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 5 năm qua. Các khu vực xảy ra mưa lớn bao gồm thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân của tỉnh Tứ Xuyên, An Huy, Hà Bắc, Giang Tây, riêng Bắc Kinh, mưa chủ yếu tập trung vào hôm thứ Năm tuần trước và có gió giật mạnh. Nhiều nơi trong thành phố như Diên Khánh, Thông Châu, Mật Vân, Môn Đầu Câu, Triều Dương, Bình Đài. Chiều hôm thứ Năm tuần trước đã xuất hiện gió giật cấp 7. Riêng tại Tây Thượng Viên thuộc Thông Châu có gió giật cấp 9, có nơi giật cấp 11. Vận tốc gió lên tới 23,2 m trên giây. Lượng mưa lớn nhất đo được tại đây là 166,6 mm, khiến thành phố này đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn và lũ màu cam, tức là cấp nghiêm trọng thứ hai trong thang 4 cấp, chỉ sau báo động đỏ và vừa gỡ ra trong sáng sớm ngày thứ Sáu. Gần 150.000 người đã được huy động phòng chống mưa lũ. Cơ quan chức năng đã làm việc tích cực nhằm hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Công an Bắc Kinh yêu cầu tất cả các đơn vị công an ở thủ đô trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ suốt ngày đêm, với kế hoạch ứng phó khẩn cấp cập nhật liên tục, thành lập các đội ứng phó khẩn cấp và đặt nhân sự, phương tiện, thiết bị, vật liệu chống lũ trong trạng thái sẵn sàng. Cụ thể, giới chức Bắc Kinh đã kiểm tra các trạm bơm, đóng cửa các công viên và cảnh báo cư dân sẵn sàng đón trận mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu mùa lũ năm nay. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố này, đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp với mưa lũ, đặt 3.290 người lao động trong trạng thái sẵn sàng xử lý với bất cứ đợt lũ lụt nào do mưa lớn gây ra. Công ty này thông báo rằng đã cho kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm, cống thoát nước trên đường. Các trạm bơm đã được lệnh xả, các bể chứa nước để chuẩn bị đón mưa lớn. Bắc Kinh đã tạm đóng cửa 199 công viên và địa điểm du lịch. Du khách có thể hủy vé và được hoàn tiền trực tuyến. Tổng số 226 tuyến đường, các khu vực vùng núi đã bị đóng. 202 tuyến xe buýt ngừng hoạt động để đề phòng. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cũng tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn ở khu vực đô thị và vùng núi. Tất cả các dự án cảnh quan, ngoại trừ những dự án trong điều kiện đặc biệt, đã được lệnh tạm dừng hoạt động và công nhân được yêu cầu trú ẩn ở những địa điểm an toàn. Người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của thành phố, khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. Cũng trong ngày thứ Năm, thành phố Hàm Đan của tỉnh Hà Bắc đã hứng chịu lượng mưa lên tới 100mm chỉ trong vài giờ. Một số thị trấn ở Cù Châu chịu lượng mưa tương tự, khiến cơ quan kiểm soát nỗ lực địa phương phải khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ và đảm bảo an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông và Quản lý Đô thị cũng kích hoạt các kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét các hố thoát nước nhằm tránh nước mưa ngập úng tại đường phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác ở tỉnh Hà Bắc, trong đó có thủ phủ Thạch Gia Trang và Hình Đài. Tại khu mới Hồng An, tỉnh Hà Bắc, lượng mưa lớn nhất đo được lên tới 281mm, khoảng 420 chuyến bay đã bị hủy. Đặc biệt, hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc, dự kiến đón đợt lũ mới vào ngày thứ Bảy. Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt hơn 55.000 mét khối mỗi giây sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử. Trước đó, để giảm áp lực và chuẩn bị đón đợt lũ mới, Ủy ban đã phải cho đập Tam Hiệp xả lũ 2 lần với lưu lượng 44.000 mét khối mỗi giây vào lúc 20 giờ ngày thứ Tư và 39.500 mét khối mỗi giây vào lúc 14 giờ ngày thứ Năm theo giờ địa phương, nhằm dành diện tích chứa nước chống lũ cho con đập này. Ủy ban này cho biết có thể còn có một đợt lũ mới dâng cao tại đây. Ủy ban yêu cầu Sở Thủy lợi các tỉnh, thành phố dọc theo sông Dương Tử, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thiểm Tây, tăng cường hơn nữa công tác dự báo lũ lụt, cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ của các sông vừa và nhỏ. Ủy ban này một lần nữa nhấn mạnh tình hình phòng chống lũ đang rất nghiêm trọng trên sông Trường Giang do mực nước nhiều đoạn sông tại đây vẫn đang ở mức báo động.
thậm chí vượt mức an toàn. Trước sức ép từ mưa lũ kéo dài, chính quyền thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập tại đây nhằm giảm áp lực của nước lũ. Theo đó, khoảng 170kg thuốc nổ đã được sử dụng để cho nổ đoạn đập trên sông An Dương thuộc thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 2.000 người dân sống xung quanh con đập cũng đã được di rời khẩn cấp đến khu vực an toàn. Mưa lớn trong những ngày qua tại Tứ Xuyên đã khiến mực nước tại nhiều con sông ở đây vượt mức báo động lũ, nhiều đoạn đê bị sụt lở. Mực nước đo được tại Hợp Giang Môn trên sông Mân, sông chính tại tỉnh Tứ Xuyên lúc 23 giờ hôm thứ Năm là 15m, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Mưa lớn cũng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại khu vực này. Tính riêng trong ngày thứ Tư vừa qua, mưa lớn với tổng lượng mưa hơn 360mm trong thời gian ngắn đã khiến 6 người chết, 5 người mất tích tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2 tới, khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, sông Hoàng Hà, sông Hoài sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn, một số nơi kèm theo gió giật và mưa đá. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc ước tính tổn thất kinh tế trực tiếp của thảm họa mưa lũ là 24 tỷ đô la Mỹ do đất nông nghiệp, đường xá và các tài sản khác bị phá hủy, khoảng 60 triệu người bị ảnh hưởng. Ngoài mưa lũ và dịch bệnh trong tháng vừa qua, Trung Quốc còn phải gánh chịu nhiều thảm họa khủng khiếp từ thiên nhiên như động đất, hạn hán, mưa đá và cháy rừng. Theo thống kê từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Tài nguyên Nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Cục Khí tượng của Trung Quốc, so với cùng kỳ năm 2022, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm nay tại nước này tăng 82%, số người chết và mất tích do thảm họa giảm 30%, số lần phải đi di tản tăng 135%, số nhà bị sập tăng 16%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 117%. Rõ ràng mưa lũ kéo dài trong thời điểm này đã khiến nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới lâm vào thảm họa kép, vốn đang trong tình trạng rất mong manh vì đại dịch. Lũ lụt cũng đã dấy lên mối lo ngại về an ninh lương thực quốc gia tỷ dân này. Đến nay thì Bắc Kinh đã phải đảm bảo nguồn cung lương thực bằng cách nhập khẩu một lượng lớn sản phẩm từ các nước khác và giải phóng hàng chục triệu tấn từ nguồn dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, dịch bệnh và căng thẳng giữa Trung Quốc với phương Tây có thể khiến việc nhập khẩu lương thực trở nên phức tạp hơn trong tương lai. Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng lũ lụt có thể lan rộng hơn về phía Bắc, đe dọa đến thu hoạch lúa mì và ngô của nước này. Đây là một trong những trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1998 và có thể còn tồi tệ hơn trong những tuần tới. Nếu lũ lụt được kiềm chế vào cuối tháng này, tăng trưởng GDP nông nghiệp có thể giảm hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, sản lượng nông nghiệp bị tổn thất. Con số này dựa trên những thiệt hại ghi nhận vào giữa tháng trước tại 7 tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, các nhà phân tích gần đây ước tính Trung Quốc có thể mất 14,2 triệu tấn lương thực so với năm ngoái do diện tích đất trồng trọt bị thiệt hại vào giữa tháng vừa qua. Con số này tương đương với 7% lượng gạo mà Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh đó, giá một số loại nông sản tại Trung Quốc tăng cao. Cụ thể, giá ngô tháng trước tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao nhất trong 5 năm qua. Giá đậu tương cũng tăng vọt lên 30% so với cuối năm ngoái. Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang cũng là nguyên nhân đẩy giá các mặt hàng này lên cao. Tại tỉnh Giang Tây, một trong những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ lụt, khoảng 897.900 ha đất nông nghiệp bị tàn phá, gây thiệt hại 12,07 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,54 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, hơn 49 ha đất nông nghiệp tiêu chuẩn cao của tỉnh bị ngập, chiếm 3,2% diện tích đất trồng trọt. Thiệt hại ước tính khoảng 1,29 tỷ nhân dân tệ, khoảng 190,8 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc gần đây phải đối mặt với lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên sông và sạt lở đất. Hiện tại, hàng trăm nghìn người dân địa phương buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh thiên tai. Mưa lớn ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Giang Tây của Trung Quốc đã gây ra thảm họa nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Truyền thông chính thức chỉ ra rằng 85 con sông trên cả nước đã đang đặt trong tình trạng báo động lũ lụt cao. Các quan chức ở tỉnh Quảng Đông đã tuyên bố vào hôm thứ Sáu rằng hơn 200.000 người đã được sơ tán thành công và ước tính sơ bộ rằng lũ lụt đã gây ra thiệt hại 1,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,5 tỷ đài tệ. Tại Quảng Tây, 145.000 người đã phải sơ tán, 2.700 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 người bị mắc kẹt trong lũ. Global Times tuyên bố rằng khi mực nước ở Chu Hải dâng cao sẽ có thêm lũ lụt và sạt lở đất. Theo Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây trong khoảng thời gian 45 ngày qua là cao nhất kể từ năm 1961. Thưa quý vị, gần đây Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam và hạn hán ở miền Bắc. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt ở tỉnh Hồ Bắc vào hồi đầu tháng. Mưa xối xả liên tục nhiều ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, không chỉ mùa màng bị thất bát mà trường học, doanh nghiệp cũng không thể hoạt động bình thường. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực,
thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải của màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!